Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hải Đảo của tôi. Hôm nay tiếp tục là một video chủ đề về ghe thuyền biển đảo. Hôm nay mình sẽ đi quay cho các bạn xem những chiếc ghe lưới của Bình Định đang ở đảo Phú Quý. Đây phía trước mình là một chiếc ghe lưới của Bình Định này. Chiếc này thì mới vào ngày hôm qua, vừa mới bán cá xong. Thì hôm nay thời tiết cũng khá là êm, gió chỉ là cấp 3, cấp 4. Có thể một chút nữa thì chiếc ghe lưới này sẽ bắt đầu tiếp tục ra khơi. Mình quay cận cảnh cho các bạn xem luôn. Lúc này thì tại đảo Phú Quý có một chiếc ghe lưới dê. Thì theo như các anh em lên nghề biển kêu là ghe lưới dê các bạn. Chiếc này là của Quảng Bình. Chiếc ghe này được làm bằng vỏ thép các bạn. Ghe lưới vỏ thép của Quảng Bình có số hiệu là 98123. Số rất là đẹp luôn. Hôm trước thì thời tiết gió cấp 6 thì có đến 4 chiếc vào đảo để trú gió. Nhưng mà hôm nay thì chỉ có một chiếc các bạn, đó là chiếc 98123 của Quảng Bình đang có neo cách đảo Phú Quý khoảng 200 m. Vâng, lúc này đây thì một chiếc ghe lưới của Bình Định. Chiếc này đang có tăng tốc khá là nhanh để mà tiến về khu vực đảo Phú Quý để mà bán cá các bạn. Thì mùa này thì ghe lưới ở Bình Định khá là nhiều tại đảo Phú Quý. Khi mà Tết xong thì những chiếc ghe cào của các tỉnh như là Kiên Giang cũng đang có ở đảo Phú Quý khá là nhiều, và những ghe thu mua của Vũng Tàu. Thì khi mà Tết xong thì ghe lưới rút, đây là ghe lưới rút đêm, sẽ hoạt động tại đảo Phú Quý. Đến mùa Nam thì sẽ có những chiếc ghe lưới vây cũng là Bình Định luôn, để mà vây cá ngừ các bạn. Lúc này đây thì những chiếc ghe biển của đảo Phú Quý cũng đã tăng tốc tiến về bến cảng này. Những hình ảnh rất là đẹp và thực tế luôn. Phía sau là một chiếc ghe mành chụp. Đây là ghe mành chụp của đảo Phú Quý luôn. Thì ghe mành chụp sẽ đi làm mực đêm, và đến buổi sáng thì những chiếc ghe mành chụp sẽ về bến. Chiếc ghe mành chụp khá là to các bạn, đang có tăng tốc khá là nhanh. Đây, như vậy là chiếc ghe lưới vẫn đang tiếp tục tăng tốc khá là nhanh, chạy với một tốc độ rất là cao các bạn. Chiếc này có số hiệu là 9464, ghe của Bình Định. Ghe của Bình Định thì khi mà sơn lên rất là đẹp các bạn. Màu sơn của ghe Bình Định rất là đẹp luôn, nhìn rất là sắc sảo luôn. Vì thường ở những chiếc ghe Bình Định thường được sơn là màu ngũ sắc rất là đẹp, như những chiếc ghe của La Di hay là của Vũng Tàu thì chỉ được sơn một màu duy nhất, đó là màu xanh biển hoặc là màu xanh lá cây. Đây, như vậy là chiếc ghe lưới của Bình Định đã chạy gần đến một chiếc ghe thu mua. Khi mà đến chiếc ghe thu mua sẽ cập vào để mà bán cá các bạn. Như mình đã nói thì ghe Bình Định là được sơn màu ngũ sắc rất là đẹp.
nhìn rất là nét luôn các bạn. Còn những chiếc ghe cào của Bến Tre và Kiên Giang thì chủ yếu sơn hai màu rất đặc trưng luôn, đó là màu xanh xanh biển và xanh lá cây, thì chủ yếu là sơn hai màu và diền thì diền đen các bạn. Đây, như vậy là chiếc ghe thu mua đã cập vào chiếc ghe lưới các bạn. Vâng, lúc này đây thì chiếc ghe lưới vừa vào ngày hôm qua, chiếc 94 9497 các bạn. Đang có nhổ neo này. Đang có nhổ neo ra khơi. Phía trước là có ba ngư dân và thêm hình như là một ngư dân nhí nữa các bạn. Cũng đang có kéo neo này, theo đi biển luôn. Phía sau thì có tài công và một số thuyền viên nữa. Tổng cộng khoảng tầm 6 đến 7 thuyền viên các bạn. Như vậy là chiếc ghe lưới đã nhổ neo xong này. Đang có chuẩn bị phồ máy ra khơi. Máy này thì hiệu mình cũng không rõ nữa, nhưng tiếng máy rất là êm các bạn. Đây, như vậy là chiếc ghe đã quay mũi ra hướng biển rồi. Chuẩn bị tăng tốc với một tốc độ khá là nhanh này. Đây là những hình ảnh rất là thực tế luôn, được quay tại đảo Phú Quý. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì hãy đăng ký để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực làm nhiều video thực tế tiếp theo cho các bạn xem. Lúc này phía lên thì cũng có thêm khoảng 3 chiếc ghe lưới nữa các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem một chiếc ghe. Chiếc này khá là to các bạn. Ghe này cũng là ghe lưới của Bình Định luôn. Như mình đã nói thì những chiếc ghe Bình Định được sơn màu rất là đẹp. Như chiếc này thì là màu xanh diền vàng đó, rất là đẹp. Còn đây là ghe Phú Yên, vừa mới làm nước xong rất là đẹp. Thì để làm ra một video về chủ đề biển đảo là rất là vất vả luôn. Như là kênh của anh bố nhà đi biển vừa đăng một video tạm ngừng hoạt động vì lý do là làm video rất là cực khổ nhưng rất là ít người tương tác. Thì những người làm video như mình sẽ hiểu được cảm giác đó. Vâng, có lẽ mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.